Sang chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay Sang đang chạy chiếc xe máy của Sang ra cái đoạn đường chỗ này. Mọi người nhìn cái đoạn đường chỗ này quen không? 2 năm về trước á, Sang có làm một cái video gần 2 năm về trước thôi. Sang có làm một cái video là thử thách đạp xe đạp 50 km để đi mua bánh kem cho mẹ. Cũng tại ngay chỗ này nè, 2 năm về trước Sang đã dừng lại và chào tất cả mọi người. Và đó là những cái video đầu tiên của Sang bắt đầu quay về mẹ của Sang cho mọi người xem. Loay hoay đó thì cũng đã gần 2 năm rồi mọi người. Và những ước mơ, những cái mong muốn ngày đầu tiên của Sang mà khi mà Sang bắt đầu làm YouTube là Sang mong muốn rằng kiếm được thật nhiều tiền để mà lo cho cuộc sống của mẹ. Và ngày hôm nay nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người á, thì Sang đã bắt đầu có tiền rồi. Có tiền và có thể là lo cho mẹ được rồi. Nhưng mà không biết vì cảnh bậc thay đổi hay lòng người thay đổi, mà ngày hôm nay á, vì bộn bề công việc, với lại là Sang phải đi vào trong rừng này kia nữa, nên Sang đã quên mất những cái mong muốn ngày đầu tiên của mình là lo cho mẹ mình. Và quên mất luôn cả cái ngày sinh nhật của mẹ luôn mọi người. Thì sinh nhật của mẹ Sang thì cũng đã qua mấy tháng rồi. Nhưng mà hôm nay Sang vô tình xem lại cái video cũ mà 2 năm trước Sang quay á, thì cảm giác giống như là mình đã bỏ quên mất cái điều gì đó. Nên sáng hôm nay Sang quyết định là đi ra ngoài đây. Mình sẽ làm lại một cái video là Sang sẽ tổ chức một bữa sinh nhật muộn cho mẹ ha. Sang sẽ đi mua một cái bánh kem nè. Với lại là Sang mấy bữa trước á, có đặt một cái thùng hàng. Mình sẽ làm một cái bữa sinh nhật nhỏ nhỏ. Hôm nay thì Sang cũng đã có riêng cho bản thân mình một chiếc xe máy rồi. Nên ngày hôm nay đạp xe không còn phải đạp xe đạp đi mua bánh kem cho mẹ giống như là 2 năm trước nữa. Nên bây giờ thì mình sẽ chạy chiếc xe máy này cho ra ngoài thị trấn cho nhanh nha. Xong rồi trưa về mẹ Sang nghỉ làm á, mình sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ luôn. Bây giờ Sang với mọi người đi nha. Nãy thì Sang vừa mới chạy ra ngoài thị trấn để mà lấy được ở đây một cái thùng hàng nha mọi người. Với lại là mua một cái bánh kem tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ. Nhưng mà cái bánh kem thì Sang chạy vòng vòng thị trấn, mấy cái chỗ bán bánh kem người ta đóng cửa rồi, Sang không có mua được. Chỉ lấy được ở đây mỗi thùng hàng này thôi. Nên bây giờ có lẽ là Sang sẽ bắt đầu khui thùng hàng cho mọi người biết phía bên trong cái thùng này là cái gì. Rồi mình sẽ chế biến thành cái bữa ăn, một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ để ăn sinh nhật với mẹ cùng với Nhóc Hậu á. Nhóc Hậu thì vừa mới đi học về. Rồi dở, khui hàng. Đây là cái thùng hàng mà Sang đặt ở trên thành phố mọi người. Thực ra thì nãy giờ Sang với Nhóc Hậu chưa thấy con tôm hùm này nên khui ra để mà đổ nước vô cho nó tan rồi. Con này là cái con bóc mấy con bỏ qua bên đây. Đây là cái con tôm hùm Canada nha. Mọi người xem con tôm hùm này nè. Đã ghê không? Thì cứ bỏ hết qua đây. Cái chừng nó gãy càng á. Sang thì đặt được ở đây 5 con nha. Cái loại tôm hùm này là cái con tôm hùm chết đó mọi người. Nên người ta bỏ vô trong cái thùng mót, người ta đông lạnh lại. Nên Sang mang về tới đây thì nó đã thành cục đá rồi. Cầu đá dưới không? Mấy bọc, cái bọc gì á? Nước đá à? Sang với Nhóc Hậu vừa mới rã đông cho mấy cái con tôm hùm. Cái con tôm hùm này là con tôm hùm Canada nha mọi người. Mọi người xem cái con này rất là đặc biệt luôn. Nãy giờ thì Sang với Nhóc Hậu mài mò mãi mới biết được là cái con này nó tới tận 6 cái càng luôn. Ở đây một cái càng mọi người thấy không? Cái chân nó là một cái càng này. Ở chân dưới đây một cái càng nữa. Bên đây một cái.
ở trên râu nó một cái, ở trên đây là hai cái to, mỗi con thì sẽ có 6 cái càng nha mọi người. Nên cái con tôm hùm này nhìn như là một cái con quái vật vậy á. Hôm nay á Sang mua cái con tôm hùm này á để mà cho mẹ Sang ăn cho biết thôi là mọi người, tại vì thật ra ở dưới quê á, Hậu ăn con này bao giờ chưa? Chưa không? Thật ra dưới quê thì không có ai bán cái loại tôm hùm này đâu, với lại là thậm chí là những cái con tôm hùm thường nhỏ nhỏ thì người ta cũng không có bán mọi người. Mình xem màu sắc của nó này, nhìn đẹp không? Nên Sang mua ở đây 5 con để cho mẹ Sang ăn cho biết, cho Hậu nhóc Hậu nó ăn cho biết nữa. Rồi làm món gì đây? Hậu thích làm món gì? Hấp xả đi ha. Dạ. Chứ Hành cũng chưa biết làm món gì đâu. Cái con này thì nó hơi tanh tanh đó mọi người, dù đông lạnh nhưng mà rất là tanh nha, nên có lẽ bây giờ Sang làm cái món đặc trưng của miền quê thôi. Lấy tôm nước ngoài là món đặc trưng miền quê, mình sẽ làm món tôm hùm Canada hấp xả nha. Sang đã đi làm về rồi nha mọi người. Bây giờ thì cũng đã chiều chiều rồi, nên bây giờ Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với mẹ mình sẽ thưởng thức cái món ăn bí mật dành cho mẹ nha. Mẹ đố phía trong đây là con gì? Nghe mùi thơm không? Dạ, thơm. Cô đồng hả? Hồi nãy mẹ Sang hỏi Sang là con gì thì mẹ Sang nói đoán là trong đây là cua đồng nha mọi người. Tại vì thật sự cái mùi này á y như là mùi cua đồng thôi, nó không khác gì hết cả. Rồi, giờ con khui nha. Bên tâm. Bự không? Bự. Thấy con này bao giờ chưa? Mẹ thấy con này bao giờ chưa? Chưa, mọi người, xem con tôm này. Bây giờ thì Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với mẹ mình thưởng thức tôm này ha. Hôm nay con mua mấy con tôm này á để mà làm cái bữa sinh nhật muộn cho mẹ. Tại vì hôm bữa sinh nhật mẹ mà con đi vào rừng quên mất cũng mấy tháng rồi, nên hôm nay dù sao trễ đó hơn là quên, nên cho mẹ ăn thử con tôm này là tôm Alaska, tôm hùm á, tôm hùm Alaska để biết cái mùi vị như thế nào ha. Bây giờ nước chấm thì sẽ là cái muối ớt thôi. Giờ Sang khui ra cho mẹ ha. Rồi Hậu chọn con đi, mọi người chọn con. Mẹ con nè, con này ha, con bự nhất đi. Cho mẹ con này. Hậu con này đây. Mọi người Sang một con tôm này, con này thì được 4 lạng thôi nhưng mà nó to lắm nè. Con kia đó. Lát anh chỉ cho. Sang thì cũng chưa ăn con này đâu nên lột cho mẹ ăn trước. Ui cái vỏ nó cứng. Vỏ cứng dữ vậy hả? Lấy gì cắt ra. Sao ta? Con này mẹ thấy trong tình hình rồi. Xem trên mạng á. Xem mạng. Cái con nó to đó nhưng con này con nhỏ à. Con này con mua mắt không? 150 một con. Phí ổn. Đâu có gì đâu. Để mua mấy ký thịt heo ăn. 5 con này là mấy trăm ngàn. Cái vỏ dày quá, cái ruột có chút xíu. Cái ruột có chút xíu nặng ghê. Ổn. Lâu lâu ăn lần cho biết mà mắc gì. Rồi giờ con tách cái này ra. Đây này, đó, rút ra. Cái đầu này. Cầm này đi. Ê, cái này ăn được không ta? Cái màu xanh xanh này là cái gì á? Cái đợi xíu con cắt cho anh Hậu cái này. Cái gạch của nó đó. Ha, là cái phân của nó. Không, gạch. Cắt cho Hậu đi để ăn luôn. Đợi xíu cắt cho Hậu ăn một lần. Cái mẹ cái ngoài ăn rồi đây. Cái ngoài trước rồi. Ngon không? Ngon. Ngoài cũng đâu cua đồng hay gì không phải. Ngon không? Ngon hơn cua đồng không? Ngon mấy lần luôn. Ngon Hậu ăn cái ngoài trước rồi Hậu. Từ từ, đợi con luôn. Rồi, cầm cái đuôi lên mẹ. Cầm cái đuôi lên. Xong chưa? Đầu xong chưa? Rồi, cầm lên. Ở đây là ba cái con tôm hùm mà Sang vừa mới lột ra nè mọi người. Mẹ một miếng, Hậu một miếng, Sang một miếng. Mọi người thấy mới đầu con tôm hùm nó to nè. To, thật là to luôn. Nhưng mà thịt phía trong nó chỉ có bao nhiêu đây thôi nha. Nó chỉ bằng một con tôm sú nhỏ nhỏ của mình thôi, nhưng mà nó rất là mắc luôn. Bây giờ
Sang mời tất cả mọi người cùng Sang. Mình sẽ ăn mấy con tôm hùm này để cho mẹ Sang biết cái vị của con tôm hùm Alaska như thế nào. Tại vì Sang cũng xem trên mạng khá là nhiều về con này rồi mọi người. Hôm nay mua thử cho mẹ Sang biết này, với lại là tổ chức cái sinh nhật muộn cho mẹ luôn. Rồi giờ chấm với cái này đi, chấm 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 vô nè, đây chấm vô. Cho mẹ chấm. Cay đi nha, vừa vừa thôi. Đây. Ăn đi, nhai lâu lâu một xíu nha, tại vì không có không có nhiều đâu, nhai rồi giờ ăn nha, mời tất cả mọi người ăn cùng với Sang nha. Rồi ăn đi. Thật nhiều quá. Sao không? Cảm giác sao? Ngọt 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 hả? Dạ. Cái nước ở ngoài nó ngọt mọi người, nhưng mà thịt phía trong nó lạc phải không? Ở trong nó con cũng thấy nó cũng vậy à? Ủa, ngọt, cái ngọt. Ngọt hả? Ừ. Sao cái con của con hình như chết lâu rồi vậy, nó lạc nhá, là nhá nè. Con của mẹ ngọt. Cái con này hình như nó bị đông đá lâu quá mọi người, nên nó dở lắm luôn á, nó bụng bụng sao á. Chắc bụng. Cái này cái đầu của con nè, cái này nè, ăn đi. Đây này, bỏ qua đây cho dễ chấm nè. Lấy cái con ở giữa ra cho con ơi. Đây này, cái con ở giữa này. Hôm nay ăn ngon một bữa đi, đâu có sao đâu mà. Lâu lâu mình mới ăn một lần. Hôm nay đáng ra con Sang có mua bánh sinh nhật cho mọi người, nhưng mà không có bán á, nên thôi ăn tôm hùm đỏ thôi. Cũng quên mua nước ngọt luôn. Ok. Cả cái đường nhỏ nhỏ của nó cũng có thịt nữa. Đừng bỏ uổng lúc hết. Kì. Đây này, mời tất cả mọi người ăn với Sang thêm miếng nữa nha. Cái thịt nó thì nó chắc tại cái con của Sang nó bị chết đó mọi người. Chết lâu á. Nên nó bỏ lắm luôn á. Con đập cái càng ra cho mẹ nha. Con này cứng quá, giống như mặc áo giáp vậy. Cứng cái vỏ dày phải nặng cái. Ôi, mọi người xem thịt phía trong này. Nè, phải có cái muỗng ăn mới được nữa. Nè, còn cắn luôn. À, không cắn luôn hả? Dễ răng á. Chừng mé răng. Cái con này phía trong nhiều thịt, cái càng nhiều thịt lắm mọi người, nhưng mà cái càng thịt ra nó cứng. Mọi người thấy không? Như khúc cây vậy đó. Đây thằng tách nguyên cái càng ra cho mẹ đó. Đợi xíu nha. Gãy răng nó được không? Để nó tách cho. Ôi gãy răng không có chở đi giá răng lại đâu nha. Cho ăn tôm mà hồi còn phải đi tốn tiền trồng răng nó chết luôn. Nè. Ở đây là cái phần thịt phía trong cái càng này, mày ăn cái này đi. Ăn đi. Thôi ăn đi, ăn đi. Mua cho mẹ ăn mà. Ăn đó. Ui. Cái đầu này cũng có thịt nữa mẹ. Cái đầu nó. Để cho ta. Nào, cũng có thịt, ăn từ từ thôi. Giờ quay trước cho mọi người xem. Ăn một con nữa ha mẹ. Này, mẹ con này nữa thôi. Nè nè nè. Ăn cái đầu ngắn à. Nè cho Hậu cái càng nữa nè. Cho Hậu ăn đi. Tưởng cắt tắt cái đít này cho mẹ ăn cái đây, con không ăn đâu. Cái con tôm hùm này mọi người, thật ra thì nó có cái vỏ bề ngoài của nó thôi, chứ thật ra phía bên trong nó không có gì nhiều để ăn đâu nha. Sang nãy giờ cùng với mẹ cứ tiếc tiếc cái môi móc ở phía trong của con tôm, nhưng mà thật ra không biết là tại vì nó đông lạnh lâu quá hay sao á, trong mấy cái ngoe của con tôm này kia nó không có nhiều thịt, chỉ được có mỗi cái phần bụng này thôi. Đây, giờ Sang cắt cho mẹ ăn cái phần bụng này nữa là xong. Nhưng mà tính ra thịt nó cũng ngon hả mẹ? Không có được khúc á, tại không có gì ăn. Hay nó bỏ lâu quá nó vậy không? Nó bỏ lâu quá nên nó teo á. Kì. Đây. Nè mẹ ăn cái này mẹ tách đi. Đây mẹ. Đó, ăn nguyên cái này cho nó đã luôn.
Rồi Sang Sang ăn bậy là xong. Nãy giờ thì Sang với mẹ cùng với nhóc Hậu cuối cùng cũng đã ăn hết 5 cái con tôm hùm rồi nha mọi người. Thật ra thì cái con tôm hùm này á, ở phía trong nó cũng không có gì nhiều để ăn đâu. Chủ yếu là cái phần vỏ nó nhiều thôi. Mọi người thấy không, có 5 con mà bỏ cả một đống vỏ đây luôn nè. Ăn chỉ được một cái phần đít nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà hôm nay là cái Sang muốn tổ chức cái bữa sinh nhật muộn cho mẹ Sang á, nên mua mấy con này về cho mẹ Sang với nhóc Hậu ăn cho nó biết. Tại vì ở dưới dân miền quê thì chắc chắn là chưa bao giờ được ăn cái loại tôm nước ngoài rồi mọi người. Thì clip của Sang ngày hôm nay thì cũng chỉ tới đây thôi. Sang có lẽ là sẽ tạm dừng clip tại đây. Sang với mẹ sẽ cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang ha. Mọi người, cái mà yêu quý Sang á, mọi người cho Sang xin một like video nè, một chia sẻ video để ủng hộ cho Sang. Bây giờ Sang với mẹ chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.